nay ngày 28 tháng 10 2018 thì bên em mới nhập về được một chiếc xe. Đó là chiếc Toyota Fortuner bản 2.7V số tự động, sản xuất 2012, form mới, máy xăng. Thì nếu như lần đầu xem clip của em thì các bác cho em xin một lượt đăng ký và một lượt like. Hôm nay em sẽ giới thiệu chi tiết qua chiếc xe này để cho mọi người cùng được nắm bắt và tham khảo về chiếc xe này. Bây giờ em sẽ đi một vòng quanh xe để cho mọi người cùng ngắm qua chiếc xe lại nhé. Và hiện tại chiếc xe này là chiếc đã lên được form mới rồi, do vậy là khá là đẹp. Form cũ thì như chúng ta cũng biết thì cái phần đầu nó hơi bo tròn, nhưng form mới này thì là sắc cạnh hơn một chút. Ok, bây giờ em sẽ nói về phần đầu xe nhé mọi người. Thì về phần đèn pha, đèn pha của chiếc Fortuner này vẫn được sử dụng là đèn pha halogen, đặc biệt là cũng có thêm đèn projector bi cầu lồi đấy. Và phần dưới cũng có đèn gầm sương mù và mặt ca lăng mạ chrome, biển Hà Nội tư nhân, biển Hà Nội. Và xe còn rất đẹp luôn, xe được trang bị một cái màu gọi là màu titan đấy các bác, rất đẹp. Hiện tại thì đây giờ em sẽ đi vào về phần vành. Và xe được trang bị vành đúc, lốp thì còn vẫn còn dùng rất là tốt các bác nhé. Đây là hệ thống bậc lên xuống này, các bác cùng xem hông xe vẫn còn nguyên luôn. Bên em bán xe là cam kết cho các bác là không đâm đụng ngập nước, cho vậy là các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Em sẽ không cần phải quay kỹ về tất cả mọi chi tiết ngóc ngách đâu, bởi vì em nói luôn cho các bác là xe đẹp là xe đẹp. Đấy, xe lỗ chỗ nào, lỗ nhỏ chỗ nào thì em bảo lỗ chỗ đấy, thì cho mọi người đỡ mất thời gian đi xem xe mọi người nhé. Tay nắm được bọc thêm inox này. Bây giờ em sẽ đi đâu em vào quay qua chi tiết để cho mọi người cùng xem. Đây ví dụ như bên táp ly cửa phụ này, chiếc xe còn mới lắm mọi người ạ. Tuy rằng sản xuất 2012 thôi nhưng mà còn rất mới luôn, táp ly rất là giữ xin. Đấy, ốc bản lề này, em quay qua những chi tiết chính thôi là mọi người cũng sẽ hiểu được là những chi tiết phụ bên trong nó cũng còn đẹp hay không mọi người nhé. Chiếc xe có cái màu rất là đẹp luôn mọi người ạ. Vâng, đèn hậu này, máy xăng mọi người nhá, số tự động. Tuy chiếc xe này cũng hơi đặc biệt, được mang biệt danh là cũng hơi tốn xăng một chút ạ, nhưng mà chạy rất là khỏe luôn. Đấy, mọi người xem ốc bản lề và keo chỉ thì thô rồi luôn, còn nguyên. Vâng, đây là hàng ghế thứ ba, em quay luôn là được đây. Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ ba này. Quay qua cái gầm cho mọi người xem nhé. Xe được trang bị cảm biến lùi này mọi người. Biển 56 tư nhân, biển Hà Nội. Đây là táp ly cửa sau đây. Quay luôn hàng ghế sau mọi người nhé. Nội thất của chiếc xe được trang bị màu camber, rất là sạch sẽ luôn. Tựa tay này, xe còn mới lắm mọi người ạ. Cam kết cho các bác luôn là không đụng ngập nước nhé. Táp ly cửa lái này, đây là bùi kính tổng này, vẫn còn nguyên luôn mọi người ạ. Bật lên xuống này, ốc bản lề này.
mọi người nhìn cái trần không, còn rất mới luôn. Và bây giờ em sẽ đi vào bên trong nội thất để em máy nó cho mọi người cùng xem nhá. Đây mọi người xem cái tabo của nó này, cabo này nguyên zin luôn đấy, máy này nên em dọn rửa sạch sẽ rồi, cam kết cho mọi người là không đâm đụng ngập nước. ABS này đấy, cho mọi người cùng xem cái răng ngang này. Ok mọi người, thì em sẽ ra, hiện tại em đang ở bên trong nội thất chiếc xe Fortuner sản xuất 2012 này, bản số tự động. Thì đây là cái vô lăng này. Đấy, em quay vô lăng cho mọi người cùng xem nhé. Hiện tại vô lăng này được trang bị là vô lăng bọc da, vâng, 4 chấu và có ốp gỗ ở phần này, rất là đẹp luôn. Mọi người nhìn thực tế cái phần này, xin lỗi mọi người nhưng em khen đẹp quá nhiều, nhưng mà phải nói là nhìn nó rất là thích mọi người ạ. Vâng, đây em sẽ quay chi tiết cái vô lăng cho mọi người cùng xem nhé. Đấy, cái vân gỗ này rất là đẹp luôn. Logo chính giữa này, logo Toyota này đẹp như mới luôn mọi người ạ. Vâng. Đấy, những cái nút bấm tích hợp trên vô lăng này chỉ ảnh hưởng phần nhỏ thôi. Đây mọi người cùng xem thấy không? Đấy, ảnh hưởng phần nhỏ thôi, còn đâu mọi thứ rất là đẹp luôn. Vâng. Bây giờ đây các bác cùng nhau hệ thống 4 kính tổng này, táp lô này, cái dòng xe như này thì khó là taxi lắm mọi người nhỉ. Đấy, bây giờ là phần màn hình giải trí này. Bây giờ em xem là bật ở đâu này. Cảm ứng à. Đây là xe được trang bị thêm một cái màn hình cảm ứng rất là đẹp luôn. Phần này cũng được sơn giả gỗ này. Điều hòa tự động mọi người nhé. Tất cả cái nút bấm này cho mọi người cùng xem. Tất cả cái nút bấm này này, nó còn nguyên. Vâng, đây. Đây, để cho mọi người cùng xem. Cảm biến lùi này. Vâng, đây tàu thuốc này. Tất cả mọi thứ đẹp như mới luôn mọi người ạ. Đây cho mọi người cùng xem này. Cái nước sơn này, cái củ số này. Đây mọi người cùng xem cái củ số này. Rất đẹp. Chỉ biết với mọi người cầu rất đẹp luôn. Fortuner sản xuất 2012. Máy xăng số tự động, tuy rằng cũng hơi tốn nhiên liệu một chút thôi nhưng mà ngược lại là nó sẽ cho chúng ta một cảm giác, một cái cảm nhận, trải nghiệm nó sẽ tốt hơn. Ok, bây giờ em sẽ đi, bây giờ em sẽ nói lại cho mọi người cũng được biết, nắm bắt về thông tin chiếc xe này. Đây là chiếc Toyota Fortuner sản xuất 2012 bản 2.7V số tự động, tư nhân biển Hà Nội. Hiện tại bên em đang bán với giá là trên 600 triệu mọi người nhé. Đấy, do vậy bác nào quan tâm thì alo cho em theo số điện thoại 0968 831 280, em để trên màn hình. Một lần các bác xem video của em thì các bác nhớ cho em xin một lượt đăng ký. Một lần nữa cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Chào các bác.